mỗi người năm man, bữa nay là lời chắc luôn, đúng không quý vị? Lời chắc luôn. Chú để đâu rồi, chạy rồi hả? Chú để đứa kia, không sao. Rồi bây giờ nhá, một tràng vỗ tay cho bốn người chơi đi các bạn. Yeah. Và sau đây là trò chơi đọc rap IQ. Em cho hỏi em tên gì, quê ở đâu? Em tên Sòn, quê Bạc Liêu. Em tên Sòn, quê Bạc Liêu. Trời ơi, cái gì cũng dễ sợ luôn. Có người yêu chưa? Dạ em chưa có người yêu, nhưng chồng đã có rồi. Chồng ngồi đâu? À ha, anh này phải không? Có chồng. Có chồng, tôi hỏi câu này mà không biết là chết cho tôi nha. Con trai có cái gì là quý nhất? Có của quý. Con trai có của quý là quý nhất, đúng không quý vị? Đúng không? Rồi của quý nằm ở đâu? Của quý nằm... Chị ơi. Rồi, tiên vai, lui. Rồi, xin mời. Em tên gì, quê ở đâu? Em tên Trân, quê ở Quảng Bình. Em tên Trân, quê Quảng Bình, mới đây. Ngày xưa hồi nhỏ có thích đi học toán không? Thích học toán không? Không. Không có hả? Và bây giờ là câu hỏi về vấn đề sinh học. Nhớ nha. Ba là người da trắng, mẹ là người da đen. Mẹ cho hỏi đứa con sinh ra có răng màu gì? Răng màu gì? Không có. Không liên quan mà. Không liên quan á? Ê, màu gì đây? Em nói. Màu trắng hả? Cái gì? Không có răng. Sao có răng? Ra làm sao có răng? Đúng rồi. Đứa trẻ sinh ra làm gì có răng? Một tay vỗ tay nữa các bạn. Lui cô. Rồi xin mời em bước lên. Em tên gì? Quê ở đâu? Em tên Hồng, quê Đồng Nai. Em tên Hồng, quê Đồng Nai. Ở đây có ai Đồng Nai? Anh nào Đồng Nai? Có anh nào Đồng Nai không? Trời ơi, quá trời anh Đồng Nai luôn. Có nhiều chưa em? Đây, chưa. Chưa có hả? Chưa có thì tôi mới hỏi. Có rồi tôi hỏi chị. Không. Rồi chuẩn bị nghe câu hỏi nha. Hai con khỉ đầu đỏ, một con đi qua một chiếc cầu, một con rớt xuống sông. Vậy cho hỏi trên bờ còn lại con khỉ gì? Con khỉ ngừ. Khỉ gì? Khỉ ngừ. Khỉ người hả? Trời ơi. Còn con khỉ gì quý vị? Trời ơi, cha nội cho chửi MC hay gì vậy? Mới nói khỉ khô vậy? Đúng rồi, rớt xuống nước là ướt, còn trên bờ còn lại con khỉ, khỉ khô. Khỉ người đâu, lui cung. Tí nữa tôi tính sao. Hay quá ha. Khỉ người nè. Rồi xin mời em. Đây. Em tên gì, quê ở đâu? Em tên Ngọc, quê Bến Tre. Ngọc Bến Tre. Bến Tre đi tè bị té nè, đúng không? Trời ơi, có nhiều chưa? Dạ, có chồng rồi. Trời ơi, bữa nay ngày gì hỏi toàn có chồng không vậy? Trời ơi, chịu nổi không? Rồi nha. Chuẩn bị nghe câu hỏi nha, sẵn sàng chưa? Có đúng không? Nè, chuẩn bị nha, 1, 2, 3. Người da trắng đi tắm biển thì bị đen, còn người da đen đi tắm biển thì bị gì? Không được nhắc, bị gì? Bị ướt. Bài này hay quá, bài nhắc bài ha. Tí mà lên biết rồi. Rồi, bị ướt, chính xác. Tắm biển thì bị ướt là đúng xác. Rồi, lui cung, xin mời bố anh Nam lên. Đó,